Chào anh em lại đến với WineStack nhá. Hôm nay bắt đầu một ngày mới, xem ông bạn tôi làm ăn đến đâu rồi. Ê, nào. Xin chào anh em WineStack. Dựng video xong chưa? Chờ mãi cái video đầu tiên của kênh. Kênh bây giờ lên không biết bao nhiêu video rồi mà cái video đầu tiên vẫn chưa dựng xong. Hôm nay làm việc siêu tập trung luôn anh em. Anh em nhìn này. Đấy. Anh à, trông chuyên nghiệp quá nhờ. Thấy chưa? Vừa chỉnh màu này, vừa xem suộc này, vừa effect các kiểu. Ây à, được đấy, sắp xong rồi. Nhưng mà nói chung là video này chỉ tầm khoảng một tuần nữa là xong rồi. Sao lại một tuần nữa? Hả? Thì bây giờ mày nhìn này. Muốn chỉnh màu đúng không? Tao chỉnh màu cho mày đẹp trai đây, được chưa? Ok, được rồi, đẹp rồi. Thì muốn chỉnh màu thì phải có cái này. Đấy, thì phải có cái này thì mỗi khi là chỉnh màu ấy, tao sẽ kéo cái này sang để mà nhìn. Khi mà tao không chỉnh màu nữa thì tao lại kéo cái này vào đây. Đấy, xong lâu lâu nhá, là tao sẽ có những cái hình ảnh đẹp như này anh em xem đúng không? Có nhiều hình ảnh đẹp. Thì mình lại phải bật cái hình ảnh này lên để mình xem mình ghép được nó vào chỗ nào chứ. Đấy, nói chung là dựng video là nó cần cái con người tỉ mỉ và nó kỹ càng lắm anh em ạ. Thế bây giờ là chật quá nhỉ? Một cái màn hình này không đủ nhỉ? Thì đúng. Tại vì là anh em mình hơi bị gọi là nghèo. Chứ WineStack còn cũng nghèo lắm anh em ạ. Đúng ra ấy là ví dụ như bây giờ đúng không? Mình làm việc trên 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Nếu mà mình có 5 cái màn hình thì nó sẽ rất là nhanh luôn anh em ạ. 5 màn hình luôn á? Ừ. Thế thì bây giờ đã bảo WineStack nghèo thì bây giờ đào đâu ra 5 cái màn hình? Thì thôi thì đành một tuần sau có video vậy. Mày đã nói thế thì thôi rồi. Tao sẽ dùng năng lực của quan hệ tao để tao đi kiếm cho mày 5 cái màn hình. Ngồi đấy nhá, ngồi im đấy nhá. Chờ tí. Đấy, lại phải đi tìm thêm màn hình anh em ạ. 3 days later. Ok nhá, bây giờ đủ 5 màn chưa? Đủ rồi. Ai. Ok, anh em WineStack ơi, nhìn này, bây giờ ấy là mình có rất nhiều đất để mà làm việc. Con chuột đâu nhỉ? đây. Đấy, anh em nhìn này. Bây giờ cái màn hình chính để dựng ở đây. Xong mình dựng cái gì, mình chỉ cần đi xuống dưới này. Xong mình muốn chỉnh hiệu ứng đúng không? Mình lại sang đây. Xong mình chỉnh màu, mình lại sang đây. Đấy, ví dụ như là màu đỏ đang hơi nhiều sang đây. Đấy, xong lại quay lại đây, chỉnh cái này. Ôi thôi bỏ mẹ, sai rồi. Ôi sao nó cứ không đúng thế nhỉ? Thôi được rồi, bỏ qua đi. Nếu mà muốn lấy một cái suộc khác ấy, thì mình sẽ lại sang bên này. Đấy, xong về bên này. Đấy, một lúc như thế thôi là mình gãy cổ luôn rồi. Ok. Đấy. Bây giờ thì xin chào các bạn. Mình phải nói với các bạn bằng cái tư thế như này, các bạn thông cảm nhé, không phải là mình thiếu tôn trọng đâu. Đấy. Giờ dựng là cũng phải như này này. Cái đoạn chỉnh màu này thì nó hơi khó, nó yêu cầu một chút trí nhớ về hình ảnh các bạn ạ. nghĩa là mình phải nhớ cái setting bên này xong mình sang bên này. Tại vì không nhìn thấy được hai cái cùng một lúc. Đấy, tuy là 5 màn hình nhưng mà nói chung là mình phải vượt qua khó khăn thôi, biết làm sao giờ. Tao nói thật là có cách nào mà nó tốt hơn được không? Ok, trông mày hơi khổ. Trông hơi khổ thôi rồi. Để tao, cái này tao phải tìm chuyên gia. Cái này phải nhờ chuyên gia rồi. Đây, để tao gọi chuyên gia rồi đây. Úi dồi, nói chung là cái ông bạn của tôi anh em ạ. Cái nhu cầu của ông ấy nó quá là càng ngày càng quá đáng. Thế hôm nay tôi phải mời chuyên gia sang đây. Tôi phải mời hẳn một chuyên gia sang đây để giúp tôi. Anh em biết, thì Sơn Dâu cũng một thể loại chuyên gia gì đấy rồi. Nhưng mà có những cái mà tôi vẫn không thể nào tự mình giải quyết được. Rồi bây giờ chuyên gia cho tôi giải pháp đi. Vâng, với những cái giải pháp, với những cái vấn đề mà người bạn của anh đang cần. Thì em hôm nay em mang đến một tệp sản phẩm cực kỳ hấp dẫn. Nhưng mà khoan, từ. Ông này ông đến từ đâu nhỉ? Xin chào các bạn, mình là Tùng, đến từ Hyperwork Việt Nam. Hyperwork là bắt đầu thấy uy tín rồi đấy. Bây giờ anh sẽ recap lại cái câu chuyện của anh nhé. Vâng. Là cái ông editor của anh, ông ấy cần nhiều màn hình. Rồi. Cụ thể là 5 cái màn. Thế bây giờ cái bàn nó chỉ thế này thôi. Thì làm thế nào để cho 5 cái màn hình lên cái bàn này? Thế thì
bọn em có sản phẩm để giúp cho anh đấy. Ui, có luôn. Vâng, bây giờ anh em mình biến hóa nhé. Ui. Đấy, giải pháp của anh đây. Ây à, cái này gọi là gì nhỉ? Cái này thì gọi là âm màn hình anh ạ. À, âm màn hình, nhưng mà cái thuật ngữ ấy vâng. Gọi là monitor arm. Vâng. Đấy. Cái hấp dẫn của nó là như này. Đặt tên là arm nhưng mà nó thay cho chân anh ạ. Nó là arm. Cái này hay. Vâng. Nó là arm, nó là tay đúng không? Vâng. Nhưng mà lại thay cho chân đế màn hình. Đấy. Thế cụ thể ở đây là anh thấy có nhiều sản phẩm quá, nhưng mà thế thì anh đếm nhá, 1 2 3 4 5 mỗi màn hình dùng một cái hay thế nào? Ở đây thì chúng ta thực ra là có 5 cái mã, nhưng mà chúng ta có 6 cái tay arm. Tại vì sẽ có một cái con đây là con này. Đó là T6 Pro Duo thì em này nó sẽ có 2 cánh tay. Thì đa số những cái arm màn hình ở đây thì sẽ đều nâng được màn hình lên đến 9 kg. Tuy nhiên có chiếc arm màn hình Human Motion T9 này là dòng dành cho người dân chuyên. Nó sẽ nâng được đến màn hình 15 kg. Ủa? Tức là có thể lên đến màn hình 40 inch. 40 inch. Vâng. Thế thì cái đấy, cái tầm 40 inch ấy nó không gọi là màn hình nữa. À, nó gọi là tivi. bây giờ người dùng Việt Nam hay là người dùng quốc tế người ta dùng màn hình to nhiều lắm anh ạ. Công nhận. Thì sắp tới bọn em sẽ đồng bộ hết được những cái hộp này, nó sẽ theo màu tông đen cam này để mọi người nhận biết được là Human Motion by Hyperwork. Hyperwork đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ anh em mình đi từng cái một đi. Vâng. Cái T6 Pro này thì như nào? Human Motion T6 Pro là chiếc arm màn hình quốc dân trong 2 năm gần đây. Thứ nhất là em này nó nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Thiết kế thì hiện đại. Và nâng được màn hình 9 kg. Chưa kể nữa là cái phần setup cũng như là thiết kế của em ý, nó lắp rất là nhanh, nhỏ gọn. Nó phù hợp với màn hình 24 inch đến 27 inch. 24 đến 27 thì đúng là quốc dân rồi. Bây giờ hầu hết anh em sẽ dùng những cái màn hình kiểu như thế. Vâng. Thật ra thì màn hình, 5 cái màn hình của anh ấy nó có đủ thể loại luôn. Cong có, phẳng có, 24 inch có, 27 inch cũng có luôn. Thế thì em mang nhiều, hợp lý. Hợp lý. Thế còn con này sao? Con này thì to nạc. Em này to nạc, nó là Human Motion T9. T9 nó giống như i9 ấy, trong Intel ấy. Cao cấp hơn. Cao cấp hẳn đúng không? Thì T9 nó sẽ có một cái chân, một cái tay đỡ nó mạnh mẽ hơn này. Có một cái thiết kế nó nam tính, nó khỏe khoắn và nó sẽ nâng được màn hình to. Đó. To là to đến cỡ nào? To là to đến màn hình 40 inch này, nặng đến 15 cân. Thực ra nhá, bọn em đã test 16, 17 cân nó vẫn nâng được đấy. Nhưng mà để bảo vệ người dùng với cả để mọi người có một cái góc nhìn tốt hơn về phân khúc ấy, thì phân khúc cao cấp này mình cứ dùng màn hình 40 inch là ok rồi. Cái đấy gọi chiến thuật là give less, deliver more. Vâng, đúng rồi. Cho thông tin cho ít thôi, nhưng mà khi mà sản phẩm đến tay khách hàng nó lại được hơn những gì người ta mong đợi, đúng không? Vâng. Thì là đây cũng là một cái chiến thuật hay đấy, nhưng mà quan trọng ấy là cái tay đỡ này nó có đủ khả năng làm được cái điều đấy. Vâng. Đúng không? 15 cân, 15 cân cái màn hình. Càng phết. Bọn em đã thử rồi. 43 inch em thử. Nhưng mà con này anh thấy đẹp này. Con này đẹp này. Trông. Em này thì là phiên bản Hyperwork A1C. Cũng Power by Human Motion. Thì em này là thuộc dạng Premium Series. Nó sẽ có rất nhiều tính năng đặc biệt. Thứ nhất là nó sẽ có thêm cổng kết nối bao gồm USB-A và USB-C. Tức là anh em nào mà dùng để sạc hay là kết nối trực tiếp với máy tính ấy, không cần phải cắm trực tiếp vào main ấy. Đấy thì hoàn toàn có thể dùng tay arm này được. Tức là nó sẽ có một cái hub USB đúng không? Dạ vâng. Cái này anh em nào mà chơi phím cơ ấy, đúng rồi, dùng cái dây xoắn ấy cắm vào chân đế ấy, đúng không? Hợp lý anh. Hợp lý đúng không? Chính xác. Nó gọn gàng hơn rất nhiều. Hay kể cả anh em chơi chuột không dây thì cắm cái đầu thu 2.4 vào thẳng chân đế luôn thì nó sẽ đỡ bị gọi là nhiễu sóng khi mà anh em phải cắm lên cây. Đó. Nó tiện hơn rất là nhiều. Thì bên cạnh đấy thì nó sẽ có những cái cơ chế về kiểu lò xo này được nâng cấp này. Và có một cái thiết kế nó sexy, nó nữ tính hơn một chút. Cái này nó mềm mại này. Vâng. Nhưng mà ngược lại với cái mềm mại này nhá, anh thấy có một cái cũng hay như này, nó là cái này. Vâng. Đấy, nó lại góc cạnh hơn tí nhỉ. Vâng. Thì đây là Human Motion T7. Đó, nó giống như là chúng ta có T9 với i9 thì chúng ta có i7 với T7. T7 thì là một trong những sản phẩm đẹp nhất của trong dòng arm màn hình Human Motion. Và được giải quốc tế về thiết kế trong năm 2020-2021. Đẹp thì phải mở ra thôi. Vâng. Em này thì thiết kế theo dạng giống như một cánh tay đòn nhẹ nhàng, nữ tính. Nhưng mà vẫn có thể chịu được tải trọng lên đến 9 kg. Và hoàn toàn có thể nâng được một số màn hình 32 inch trên thị trường. Đấy. Vâng. Uầy, nhìn thấy cả cái lò xo ở trong luôn này. Vâng. Cái lò xo bên trong thì mọi người sẽ thấy được cái cơ chế để cảm giác được là cái khả năng chịu là tải nó tốt đến như thế nào. Vâng. Cái này hay này. Vâng. Mà trông cũng đẹp ấy. Trông nó rất là kiểu thanh thoát. Nhìn cái này mình thấy cái hơi hướng giống như chân đế của mấy con màn hình LG ấy. Nó cũng gọn gàng cái này, nó đúng cũng không? Là đấy. Ngoài ra thì nó có những cái khoang giấu dây ấy. Nó được thiết kế đây. Cũng mềm mại, nhẹ nhàng. Thì nó giúp cho khi mà anh để vào những cái màn hình mà nó đề cao cái vẻ bề ngoài ấy, thì nó sẽ tô điểm thêm được nhiều hơn. Đây. Đúng rồi. Đây cái khay này. Anh nhìn thấy lo xo rồi.
cứng, cứng cứng cứng. Vâng. Được. Đấy là cái hay của những cái sản phẩm như này. Ok, vâng. Đây là con Human Motion T7. T7. Thì chúng ta cuối cùng thì bởi vì anh Sơn lúc mà nhắn tin cho mình cũng hiểu rằng là để cho cái tính đa di năng của cái setup hoàn toàn mà đến 40 năm màn hình thì phải, đúng không? 5 màn hình. Đấy, một setup rất là nhiều màn hình thì có thể sẽ cần AM đôi. Thì em có chuẩn bị thêm một cái AM Motion T6 Pro Dual. Tức là chúng ta sẽ có hai cái AM đơn như một Motion T6 Pro nhưng mà ghép vào trong một con này. Đó. Thì thứ nhất, khi mà sử dụng AM đôi chúng ta sẽ linh động hơn trong cái việc setup. Thứ hai nữa là các cái phần mà phần chân ấy mình sẽ để nó vào giữa thay vì phải để hai bên rìa như các AM khác. Thì nó cũng là một cái yếu tố đặc biệt hay trong cái việc thiết kế và setup lên bàn làm việc đấy ạ. Ok, ok. Nói chung là anh em nào mà dùng nhiều hơn một màn hình, vâng, thay vì là mua hai AM đơn đúng không? Vâng. Thì mua một cái AM đôi thôi. Đúng rồi. Nó gọn gàng hơn, như ngay cái hình ở trên này là thấy này. Nó chỉ có đúng một cái phần bắt vào cạnh bàn thôi, còn lại là nó sẽ có thể đỡ được hai cái màn hình. Và mỗi tay này cũng đều có khả năng chịu tải trọng đến 9 cân đúng không? Đúng, đúng rồi. À, bên cạnh đấy nhá, là nhiều anh em content creator ấy, hoặc là làm nội dung trên mạng xã hội rất là thích, tại vì nó có thể giúp cái việc mà một màn ngang một màn dọc để mình đọc cái comment stream ấy, nó rất là tốt. Đúng rồi, cái này mấy ông stream rất là cần. Vâng. Hợp lý luôn ấy. Đấy. Nhiều ông cứ phải đặt một cái màn dọc xong để cái chân này, xong rồi có những cái màn hình mà chân đế sẵn của nó không cho phép xoay dọc. Vâng. Thế thì làm cách nào? Mua AM về mà lắp lên thôi, quá đơn giản. Điểm chung của tất cả các tự AM này nhá, khi mà mình xoay ấy, là mình vừa có thể xoay ngang xoay dọc này, nâng lên hạ xuống này, lại còn lật lên lật xuống nữa. Tức rồi, là anh em mà nào mà thích đứng ở trên màn hình ấy, đứng ở trên đất mà không muốn ngồi đấy, để đảm bảo cơ thể lúc nào có được cái trạng thái mà mình làm việc nó tốt nhất, thì mình sẽ đứng lên này, kéo cái màn hình thấp xuống rồi mình lật cái màn hình lên mình làm việc rất là ok. Và lúc đấy thì cảm giác là đây, cái màn hình nó sẽ chéo chéo như này, ngửa ngửa như này đúng không? Đứng làm việc nhìn nó sẽ dễ chịu hơn. Chứ không phải đứng xong cứ phải ngửa cổ này. Mệt. Anh em chơi game thế mà, anh em nào mà chơi kiểu CSGO mà trai hát thì là cái kiểu mà hay dí cái màn hình xuống dưới này để tay này. Thì bây giờ thay vì mình phải dùng chân, mình nằm nó ra, mình lấy cái arm mình kéo ra phát mình như này. Em thấy ok hơn rất là nhiều. Rất là tiện. Trai hát rất là ok. Rồi, nói chung là chúng ta đang có 5 loại tay arm ở đây. Thế bây giờ anh em mình phải nghiên cứu làm nào để setup được 5 cái màn hình vào cái chính cái bàn này luôn. Vâng. Thì trước mắt thì anh em mình chắc xem màn hình trước nhỉ? Nhưng mà bây giờ anh em mình cần phải lên ý tưởng nữa nhá. Vâng. Tại vì thường anh thấy là những cái tay AM màn hình này nó có thể dâng màn hình lên rất là cao, nhưng mà rất ít con có thể vượt qua được cái chiều cao của một màn 27 inch, ví dụ từ mặt bàn lên đây. Vâng. Thì làm sao mà nâng được một cái màn hình, thế thì cái tay AM nó phải dài lắm. Vâng. Cho nên là chắc là anh em mình sẽ phải có một cái phương án gì đấy để cho được cả 5 cái màn hình đây. Thì theo cá nhân anh ấy, anh thấy là có một số anh em hay setup một cái màn chéo ở dưới này. Đúng rồi. Để chéo ở dưới. Thì cái tay AM này làm được không? Nếu mà tay AM mà để làm chéo ở dưới này thì nó chỉ có khoảng cách với cả mặt bàn khoảng tầm 2-3cm thôi mà mình có thể làm được. Em nghĩ là mình sẽ thử trước màn hình to với con T9 này. Sau đấy mình xếp các con khác bên cạnh. Đó, rồi mình sẽ vẽ nó ra trước. Đấy, mình đặt trước màn hình lên vụ, mình vẽ ra trước để xem nó được không. Được, thế anh em mình chiến luôn đi. Chiến anh luôn. Vâng. Ok. 5 cái đều ngang hết. 3 cái trên, 2 cái dưới. Ừ, 3 cái trên, 2 cái dưới. Thì em nghĩ là cái gì ở bên này nó sẽ là con dual này. Sau đấy 3 con kia ở bên cạnh là sẽ là đảm bảo được, ok. Được, ok, bây giờ. Rồi, bây giờ em unbox đi để anh lấy đi lấy màn. Vâng. Đây, cái này sẽ là gắn ra rời này. Có 2 kiểu. Một là mình sẽ phải gắn vào đây trước, sau đấy mình gắn AM lên, gắn màn hình lên. Hai là mình tháo cái này ra, mình gắn vào màn hình. À mà cái này cũng dễ lắp này. Cái này là nó có rãnh đây đúng không? Đúng rồi ạ. Đó. Đấy, xong mình bắt vít ở trên vào. Tại vì đây là AM màn hình dành cho dân chuyên ấy. Nên là những màn hình to thì thường nó sẽ nặng đúng không? Đúng chúng rồi. Ta càng nhiều cái khớp mà chúng ta kết nối, chúng ta giữ nó chặt. Thứ nhất là nó sẽ không khiến màn hình bị rung. Thứ hai là đảm bảo độ an toàn. Quan trọng là tính an toàn. Từ từ nhá, ở đây chúng ta sẽ thấy một vấn đề liên quan đến việc người không chuyên này. Anh nhắc cái này ra đi. Đây là lắp sai này. Ất đủ. Cái này thực ra ấy. Hóa ra là mình sai à? Đúng rồi. Cái khoang giấu dây nó phải ở dưới. Đấy, mọi người chú ý. Cái này là do chưa quen. Đấy. Rồi, ok. Ra tại sao lại nói làm cái cơ chế này? Thực ra thì lật lên cũng không sai. Nhưng mà thứ nhất lật lên thì nhìn nó bị thiếu đi yếu tố thẩm mỹ. Thứ hai là phần đi dây nó sẽ bị lộ. Chúng ta lật xuống như này. Tại sao lại làm đợi cổng như này để cho mọi người kiểu dễ setup nhỉ? Nó là một cái yếu tố liên quan đến thiết kế thẩm mỹ thôi. Đấy, thì mình phải quay cái phần khoang dấu dây ở dưới.
Đấy. Cái lỗi này thực ra thì ai cũng sẽ mắc nếu một hai lần chưa quen. Bằng tiếng chuyên gia. Nhưng mà những cái gì? Đây thì màn hình cái phần này nếu mà mọi người nhìn thấy được luôn là T6 Pro sẽ không nâng được cao bằng con T9. Con T9 này nó sẽ cao hơn khoảng tầm 10 đến 15 cm này. Con này dễ rồi. Tải trọng của nó cũng cao hơn, lên đến gần lên đến hơn 15 kg và màn hình thì 40 inch. Tối đa của màn hình T6 Pro chỉ là 32 inch thôi. Đây là cái ý tưởng của mình lúc đầu đặt 5 màn hình lên của mình với Tùng ấy. Thì anh em có thể thấy là đó, đây là mình dùng đến 1, 2, 3 và 4 cái tay am. Thật ra ấy là anh em có thể custom được rất là nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là anh em sẽ dùng hai cái tay am đôi hai bên này. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai cái màn, một cái màn ở dưới thấp này, một cái màn trên cao này đấy. Thì nhưng mà mình làm thế này để làm gì? Để anh em có thể thấy được là nó đa dạng như thế nào. Và anh em cũng nên tránh được những cái lỗi mà mình gặp phải khi mà mình setup cái này. Đây, nó là cái này. Đó. Thật ra ấy, nếu như mà đây là một cái tay am đôi thì có thể là nó sẽ gọn gàng như bên này luôn. Đấy, nhưng mà đây thì mình muốn show cho anh em là có nhiều loại tay am khác nhau cho nhiều nhu cầu khác nhau. Thì cái vấn đề mình gặp phải ở đây là gì? Là cái am này nó bị thấp. Tức là cái phần này nó không nâng lên được hết này. Mà trong khi cái phần màn hình ở dưới nó chéo mà, cho nên nó đòi hỏi nó phải vươn qua được cái phần cạnh trên màn hình. Cho nên là mình phải đệm cho nó cao lên. Nhưng mà đó để anh em thấy được khi mà cái nhu cầu của anh em như thế nào, thì chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm tay am nó phù hợp với cả cái nhu cầu đấy. Ví dụ anh em cần cao nhá, anh em có thể chơi con này. Ui, T9 gọi là trùng cuối trong làng am của Human Motion đến từ Hyperwalk luôn. Nó cao dã man. Mà đây là mình còn phải ấn bớt xuống cho nó thấp ấy, tại vì nó còn cao lên được nữa cơ. Thì nếu như nhu cầu của anh em là setup những cái setup kiểu như này này, tức là có một hàng màn ở trên, xong có thêm màn chéo ở dưới, thì chúng ta nên có những cái tay am to chắc và nó cao để có thể nâng được hết toàn bộ lên. Hoặc là nếu anh em muốn cho màn dưới thì đây, chiếc đây là T mấy nhỉ? Là T6 Pro. T6 Pro chẳng hạn. Thì anh em lại rất phù hợp cho những cái màn ở dưới, tại vì nó nhỏ gọn và nó có thể hạ xuống rất thấp. Thật ra là nó còn xuống thấp được nữa cơ. Nhưng mà do là còn phải chui bàn phím với cả chuột xuống dưới gầm này nữa, cho nên là mình để tạm như này thôi. Ngoài ra nhá, ngay cái việc DJ, tạm thời anh em bỏ qua cái phần dưới đây nhá. Chúng ta tính từ mặt bàn lên thôi. Đấy, từ mặt bàn lên. Cực kỳ gọn đúng không? Anh em thấy không? Mặc dù là có rất nhiều am, có 5 cái màn hình tương đương với ít nhất là 10 cái dây. 10 cái dây, mỗi màn là một dây nguồn và một dây hình đúng không? Đâu? Nhìn ngoài vào. Dây đâu? Tính từ bàn này lên thôi nhá. Rất gọn gàng, hầu như là không có. Chỉ có mỗi mấy cái dây này thì nó sẽ có thêm cái phần cài để cho nó bó gọn vào đây giống như cái này. Nhưng mà do bọn mình lười, bọn mình không lắp vào ấy. Nhưng mà nó sẽ gọn như thế này. Đó. Kiểu như vậy. Thì cái bàn của anh em ngoài việc là có nhiều màn hình ra thì nó vẫn hoàn toàn gọn gàng. Rồi, bên dưới này thì có lẽ là chắc là phải chờ Hyperwalk xem có thiết kế quả bàn nào mà nó kiểu có cái máng để dây ở đây ấy, là lúc đấy nó sẽ còn gọn gàng hơn nữa. Thế là anh em mất khoảng bao lâu? 2 tiếng nhỉ? Vâng, cũng phải hơn 2 tiếng anh em. Hơn 2 tiếng để có thể setup được 5 cái màn hình lên một cái bàn duy nhất. Nhưng mà bây giờ câu chuyện là phải có thêm một cái bàn nữa để phím với cả chuột ngồi làm việc anh em ạ. Nhưng mà đấy, công nhận là cái sự tiện lợi của những cái tay am có thể mở rộng ra cái khả năng gọi là tùy biến của những cái màn hình rất là nhiều đúng không? Vâng. Như vừa nãy thấy Tùng có chia sẻ, ở giữa này là con T9 này, vâng. Bản I9 ấy. Đấy, I9. Con ở giữa này, thề với anh em nó sẽ rất cao, nó có thể lên cao được nữa cơ. Nhưng mà, thôi chết rồi. Đây là... công nhận là am khỏe thật. Đấy. Con màn này của mình nó vẫn gọi là hơi liều tiều. Em thấy con này tuy to nhưng mà trông thế thôi chứ hơi nhẹ. Đấy, nhưng mà anh em thấy không? Setup kiểu vị thần sức mạnh, Exodus này. Xuôi! Cái ba đâu? Vào đây! Exodia!
Vâng, rất là cảm ơn Tùng hôm nay đã mang đến cho anh một cái giải pháp phải nói là quá tuyệt vời luôn. Để gọi là làm hài lòng ông editor. Thế nào, được chưa hiểu? Ok chưa? Ok, quá ổn chứ. Đấy. Và bây giờ... Thế đã dựng được video khai kênh chưa? Phải chờ mãi rồi đấy, vẫn chưa video khai kênh đấy. Yên tâm, sắp có rồi. Rồi, ok. Hy vọng là với 5 cái màn hình này thì bọn mình sẽ có thể cho ra được rất nhiều content hơn nữa trong tương lai. Bây giờ thì... màn hình tao lắp ở đây rồi, bây giờ tao dùng màn gì? Mày có cần làm gì đâu. Thôi cảm ơn Tùng nhá. Dạ, vâng, lần nữa. Okay, anh. Và hy vọng là trong tương lai sẽ còn thêm nhiều sản phẩm nữa của Hyperwork. Dạ, vâng. Sẽ có mặt trên Wisetech. Ok. Vâng. Em cũng hy vọng là được hợp tác với cả team mình nhiều hơn. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, vâng. Bye anh em nhá.